Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Thư Y44. Hôm nay mình xin được phép trình bày về Lumbar Puncture chọc giò dịch não tủy. Thì như các bạn đã biết, não bộ và tủy sống ngăn cách hộp sọ và ống sống bởi các màng não. Thì có ba màng não là màng cứng, màng nhện và màng mềm. Giữa màng nhện và màng mềm có một khoang chứa đầy dịch não tủy. Thì để chọc giò dịch não tủy thì chúng ta có thể đi theo ba con đường, đó là lấy từ não thất, là phương pháp này là kết hợp trong các ca phẫu thuật, lấy từ bể lớn chỉ định trong cái trường hợp đặc biệt, và lấy từ khoang dưới nhện cột sống thắt lưng, hay còn gọi là chọc ống sống thắt lưng. Thì phương pháp này được chỉ định trong thực tế lâm sàng. Tận cùng của dây tủy nằm ở ngang mức đốt sống thứ L1, L2. Vị trí để chọc giò dịch não tủy nằm từ vị trí thứ đốt sống L2 đến S2, cho nên nếu chọc đúng thì sẽ không gây tổn thương dây tủy. Chọc giò dịch não tủy giúp bác sĩ chẩn đoán và phẫu thuật từ rốn đến ngón chân. Về phần chẩn đoán thì giúp bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân viêm não, viêm màng não, đánh giá màu sắc lý tính, virus, vi khuẩn, tế bào lạ, v.v. Về phần chống chỉ định và chỉ định, về phần chỉ định là chọc giò dịch não tủy chỉ định đối với những bệnh nhân rối loạn ý thức, viêm não, viêm màng não, sốt không rõ nguyên nhân, v.v. Và chống chỉ định đối với những bệnh nhân áp xe não, áp xe ngoài màng cứng, tụ máu dưới màng cứng và rối loạn đông máu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.